hôm nay theo chương trình thì bắt đầu chúng ta sẽ có báo cáo là tạo trực tuyến của thạc sĩ bác sĩ Hoàng Anh Đức của Trung tâm Mô hấp Bệnh viện Bạch Mai. Tên đề tài là vai trò của siêu âm nội soi trong chẩn đoán sớm trong chuẩn đoán tổn thương trung thất. Tiếp theo xin mời mà thạc sĩ Đức bắt đầu. ạ. À, Kính thưa Phó sư Đặng Quốc Tuấn, chủ trì của buổi hội thảo ngày hôm nay. À, Kính thưa toàn thể các quý thầy cô, quý đồng nghiệp à, tại các đầu cầu. Ngày hôm nay thì em xin phép được chia sẻ với các quý thầy cô và các quý đồng nghiệp một cái chủ đề đó là vai trò của nội soi phế quản siêu âm trong chuẩn đoán các cái tổn thương trung thất. Như các thầy cô cũng đã biết thì trung thất thì là một cái cấu trúc nằm ở một cái vị trí rất là khó để chuẩn đoán. Các cái tổn thương ở U trung thất thì chúng ta có những cái tổn thương như là U hay là hạch, Thì nó cũng do nhiều nguyên nhân gây ra. Có những nguyên nhân ác tính mà cũng rất nhiều nguyên nhân trường hợp mà chúng ta gặp là nguyên nhân cũng có thể là lành tính. Và việc mà chúng ta cần phải chuẩn đoán chính xác căn nguyên thì nó có vai trò rất là quan trọng trong điều trị cũng như là tiên lượng bệnh. Tuy nhiên thì do cái vị trí giải phẫu, trung à, thất nó nằm ở phần giữa của lồng ngực cạnh những mạch máu lớn cùng với những cái cấu trúc về thần kinh và các cấu trúc tạng rất là đặc biệt ở trong thành ngực. À, nên cái, khi mà chúng ta lấy bệnh phẩm thì sẽ gặp khó khăn trong cái cách tiếp cận để lấy bệnh phẩm. Và trước đây thì để mà chẩn đoán những trường hợp u hay là hạch trung thất à rồi nói, căn nguyên cũng như là đánh giá kỹ càng những cái tổn thương này thì chúng ta phải tiến hành những cái phương pháp ngoại khoa rất là kinh điển như là nội soi trung thất hay là nội soi lồng ngực thậm chí có những cái trường hợp chúng ta cần phải phẫu thuật mở ngực để tiến hành chẩn đoán những căn nguyên u hay là hai trung thất thì cái kỹ thuật đó là kỹ thuật nội soi phế quản siêu âm hay viết tắt là kỹ thuật EBUS thì là một cái kỹ thuật sử dụng kết hợp cả hai cái kỹ thuật đó là kỹ thuật nội soi phế quản thông thường gắn với một cái đầu dò siêu âm ở trong cái ống nội soi qua đó chúng ta có thể tiếp cận được các cái cấu trúc nằm sát thành khí phế quản. trong đó có u hay là hạch trung thất. Thì với cái kỹ thuật này cái ứng dụng uh, to lớn nhất đó là cái ứng dụng đó là sinh thiết xuyên thành khí phế quản dưới sự hướng dẫn của nội soi phế quản siêu âm EBUS-TBNA thì sẽ cho phép chúng ta tiếp cận và lấy bệnh phẩm của những cái tổn thương nằm sát thành khí phế quản đó là u và hạch trung thất. Thì nói về kỹ thuật này thì nó là một cái kỹ thuật có giá trị chuyển đoán cao trong các cái bệnh lý ở trung thất. Thì đã được ứng dụng trên thế giới thì cũng từ khá lâu rồi Tuy nhiên thì được lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam vào năm 2017 Tại trung tâm Hoa Bình Mai Dưới sự hỗ trợ của trung tâm sức khỏe toàn cầu Nhật Bản, NCGM Thì đây là một cái kỹ thuật chúng ta thấy rằng nó có hai cái loại đầu dò Một là loại đầu dò uh, trung tâm, uh, giống như hình bên phải uh, Và một cái hai là đầu dò lồi Thì cái kỹ thuật mà trong hút xuyên thành khí phế quản này uh, e TBNA, nó là một cái phương pháp để tiếp cận những cái tổn thương trong trung thất. À, so với những cái phương pháp cổ điển khác như là nội soi lồng ngực hay là nội soi trung thất thì rõ ràng nó là một cái phương pháp rất ít xâm lấn mà cho phép chúng ta tiếp cận chính xác những cái tổn thương này. À, trên hình là hai cái hình ảnh của hai cái đầu dò nội soi phế quản siêu âm. Một loại đó là đầu dò lồi à, và một loại đó là đầu dò à, trung tâm và bên tay à, phải. Các cái minh họa, cái hình ảnh minh họa khi mà tiến hành kỹ thuật này thì dưới sự hướng dẫn của màn hình siêu âm thì chúng ta sẽ quan sát được cái cấu trúc nằm trong ở trung thất và đưa kim sinh thiết vào để lấy bệnh phẩm từ những cấu trúc đó. Và điểm đặc biệt của kỹ thuật này là trong khi mà chúng ta sinh thiết thì chúng ta có thể uh, quan sát trực tiếp được cái quá trình mà sinh thiết cũng như là lấy bệnh phẩm uh, đồng thời với quá trình mà uh, siêu âm. Thì mục đích của kỹ thuật đó là sinh thiết một cách chính xác những cái tổn thương trong trung thất ở các cái vị trí hay khác nhau bằng kim dưới hướng sự hướng dẫn của nội soi phế quản siêu âm. Thì với cái kỹ thuật này thì chúng ta có thể thấy được là nó cho phép tiếp cận được hầu hết các cái nhóm hạch à, trong trung thất tương đương với kỹ thuật nội soi trung thất từ những nhóm hạch vùng cao của khí quản đến những cái vùng hạch vùng thấp của khí quản à, những hạch dưới carina hạch vùng rốn phổi thì cái kỹ thuật này đều cho phép tiếp cận một số cái nhóm hạch sâu hơn như hạch cạnh thực quản thì lúc này chúng ta cần cái sự hỗ trợ của một cái kỹ thuật nội soi phế quản siêu âm khác đó là kỹ thuật à, nội soi phế quản siêu âm qua đường thực quản chỉ định đó là chúng ta cần tiến hành khi mà chuẩn đoán căn nguyên của những cái tổn thương À, u và hạch trung thất thứ hai đó trong trường hợp mà bệnh nhân đã được chuẩn đoán những cái ung thư ở một cái cơ quan nào đấy rồi mà hay gặp nhất là ung thư phổi mà chúng ta cần phải xác định xem bệnh nhân có di căn hạch trung thất hay không để từ đó quyết định cái giai đoạn điều trị và cái chiến lược điều trị cho bệnh nhân một số cái chống chỉ định thì nhìn chung cái kỹ thuật này thì cái chống chỉ định của nó cũng tương tự như kỹ thuật nội soi phế quản thông thường đấy là những cái bệnh nhân mà đang có một cái tình trạng suy hấp mà không kiểm soát được rồi những cái bệnh lý hô hấp mãn tính mà chưa được kiểm soát như là đợt cấp của bệnh phổi tắc mãn tính hay là hen, rồi tình trạng bệnh nhân rối loạn đông cầu máu, rồi giảm tiểu cầu, và không thể thực hiện được những cái thủ thuật xâm lấn để sinh thiết, bệnh lý về tim mạch như suy tim nặng này, rồi nhồi máu cơ tim, hay là đang có tình trạng rối loạn huyết động, bệnh lý về toàn thân nặng, rối loạn ý thức, và những trường hợp mà có tiền sử dị ứng dị thuốc gây mê gây tê mà chúng ta không thể dùng được những loại thuốc này. Thì về ưu điểm của phương pháp này thì nó là một cái phương pháp so với những cái phương pháp cổ điển khác thì là một cái phương pháp ít xâm lấn, chỉ cần tiến hành dưới tiền mê hoặc gây mê tĩnh mạch tức là khi làm thì bệnh nhân không cần phải đặt ống khí quản chỉ cần tiền mê giống như là chúng ta nội soi phế quản hay là nội soi đường tiêu hóa gây mê bình thường và cho phép tiếp cận những cái vị trí hạch trong trung thất tương đương với kỹ thuật nội soi trung thất như đã trình bày ở trong sơ đồ phía trên về độ chính xác và hiệu quả thì nó có cái độ chính xác cao trong ung thư phổi thì nó có độ chính xác giá trị chuẩn đoán lên tới 94% các cái bệnh lý khác như là sarcoido hay là lympho thì cái độ chính xác trong chuẩn đoán cũng lên đến hơn 90% và nó có thể thay thế cho các phương pháp mà xâm lấn khác như là nội soi trung thất, nội soi lồng ngực và sinh thiết mở của trung thất. tính an toàn của kỹ thuật này thì trong các nghiên cứu thì các cái tỷ lệ biến chứng nó rất thấp, nó chỉ khoảng chưa đến một và nó thấp hơn một cách rõ rệt so với những cái kỹ thuật mà can can thiệp xâm lấn bằng ngoại khoa. nói một chút về kỹ thuật này thì đây là cái kỹ thuật mà được phát minh lần đầu tiên tại Nhật Bản vào năm 2003 và đến năm 2013 thì theo cái hướng dẫn của uh, hiệp hội các cái nhà lồng ngực Hoa Kỳ thì cái kỹ thuật này được coi là một cái trong những kỹ thuật ưu tiên để sử dụng để xác định cái tình trạng di căn hạch ở trong trung thất ở những cái bệnh nhân mà đã có chuyển hóa ung thư phổi rồi đấy, nếu tức là những cái bệnh nhân mà đã được chuyển đoán ung thư phổi rồi chúng ta bắt buộc phải xác định khi mà có những hạch bất thường trong trung thất xem những hạch đấy có phải là những hạch di căn hay không thì đây là một cái kỹ thuật được coi là ưu tiên được sử dụng hơn cả cái kỹ thuật mà chúng ta sử dụng uh, kỹ thuật ngoại khoa thông thường vì các quý thầy cô cũng biết thì để mà tiến hành những kỹ thuật ngoại khoa thì những kỹ thuật này thì rất là xâm lấn thì nó sẽ gây ra rất nhiều cái biến chứng cho bệnh nhân cũng như là việc mà kéo dài thời gian nằm viện cái độ nhạy và độ đặc hiệu của kỹ thuật này thì khi mà so sánh với cái kỹ thuật mà nội soi trung thất thì nó cũng tương tự và nó không có cái sự khác biệt có nghĩa thống kê tuy nhiên thì ở cái kỹ thuật mà ngoại khoa nội soi trung thất thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là những cái biến chứng những cái vấn đề gặp phải thì nó nhiều hơn À, ví dụ như thời gian nằm viện kéo dài, có thể tỷ lệ nhiễm trùng sau mổ, thậm chí là những tình huống mà liên quan đến viêm phổi bệnh viện, liên quan đến viêm phổi thở máy do bệnh nhân phải đặt ống nội khí quản trong suốt quá trình mà làm thủ thuật. À, khi mà được sử dụng đồng thời hai cái kỹ thuật có thể là nội soi phế quản siêu âm qua đường khí quản thực quản hoặc là nội soi phế quản siêu âm qua đường thực quản thì cái độ nhạy và độ đặc hiệu của kỹ thuật này nó cũng đạt đến gần 100%. Nếu mà sử dụng đơn lẻ từng kỹ thuật thì chúng ta có cái độ nhạy thì nó đạt khoảng 90% đối với từng kỹ thuật và cái độ đặc hiệu của cả hai cái kỹ thuật này nó đều đạt đến 100%. Một số cái hạn chế nhất định của kỹ thuật này đó là để mà tiến hành được kỹ thuật nội soi phế quản siêu âm thì chúng ta cần các cái trang thiết bị kỹ thuật máy móc nhìn chung là hiện đại và các bác sĩ các điều dưỡng thì cần phải được đào tạo để sử dụng cái hệ thống nội soi phế quản siêu âm. Thì đầu tiên em xin phép đưa ra một số cái một cái ca lâm sàng để uh, minh họa cái việc mà chúng ta tiến hành kỹ thuật nội soi phế quản siêu âm ở trên hình ảnh lâm sàng như thế nào thì ở đây chúng ta có một uh, bệnh nhân nam 75 tuổi uh, bệnh viên vào viện vì uh, lý do khó thở trên uh, thăm khám lâm sàng thì chúng ta chỉ thấy là ngoài cái việc mà có cái sự mà ảnh hưởng lên thể trạng bệnh nhân thể trạng gầy thì cũng không có cái dấu hiệu gì đặc biệt về thăm khám thực thể uh, các cái khám về cấu trúc hạch ở ngoại vi thì cũng không sở thấy khám phổi thì đều bình thường tuy nhiên là trên hình ảnh chụp các lớp vi tính thì chúng ta cũng thể thấy rằng là bệnh nhân có cái tổn thương những cái khối u ở trong chúng thất rất là lớn điểm đặc biệt ở đây là gì ạ là những cái khối này nó nằm ở vị trí rất là khó để mà tiếp cận ở đây chúng thấy là nó nằm sát với những cái cấu trúc mạch máu lớn trong chúng thất như là động mạch chủ rồi động mạch phổi cái vùng phần rốn phổi đúng không ạ thì vậy thì thông thường đối với những trường hợp thông thường khi mà muốn tiếp cận những cái tổn thương ở phổi thì chúng ta phải làm những cái nội soi để sinh thiết trong trường hợp bệnh nhân nội soi mà có những cái tổn thương trong lòng khí phế quản thì chúng ta sẽ tiến hành lấy bệnh phẩm để có thể đưa ra chuẩn đoán xác định à, còn trong trường hợp mà bệnh nhân không có những cái tổn thương ở trong lòng khí phế quản thì phải tiến hành những cái thủ thuật mà xâm lấn để mà tiếp cận lấy bệnh phẩm khối u từ bên ngoài thì bệnh nhân thì được chuẩn đoán là khối u phổi phải và theo dõi tình trạng mà di căn hạch trung thất khi mà đưa ra một cái thăm dò chuẩn đoán thì một số những cái tiêu chí cần được đặt ra ở đây thứ nhất đó là cái thăm dò đấy nó có giá trị chính xác và cho phép chuẩn đoán xác định bệnh lý ung của bệnh nhân xem là bệnh lý ác tính hay lành tính đúng không? thứ hai là cho phép chuẩn đoán cái tình trạng di căn của bệnh nhân xem là uh, khi mà làm thăm dò xong thì chúng ta có xác định được tình trạng di căn hay không và cái cuối cùng cũng là một cái yếu tố rất quan trọng đấy là cần phải phù hợp với tình trạng của bệnh nhân cái thăm dò đấy có thực sự là bệnh nhân có thể dung nạp được hay không vì một số cái thăm dò thì nó sẽ ở có mức độ xâm lấn cao, tuy là cái mức độ chính xác là rất tốt nhưng mà cái mức độ xâm lấn sẽ cao và dẫn đến những cái ảnh hưởng thậm chí những cái nguy cơ tai biến lên người bệnh. thì trong trường hợp này thì à, theo mà những cái tình trạng của bệnh nhân thì chúng ta đặt ra những cái phương pháp mà ta thiệp như sau, thứ nhất đấy là một cái phương pháp mà à, nội soi ngoại khoa kinh điển đấy là nội soi lồng ngực sinh thiết, thì về ưu điểm của phương pháp này thì chắc chắn đây là cái phương pháp mà chính xác rất là chính xác vì chúng ta nội soi trực tiếp lấy được cấu trúc hạch trong trung thất đúng không ạ. Đấy. và cho cái kết quả rất là chính xác và bệnh phẩm thì cũng lấy được một cách to, chính xác để mà chẩn đoán. Tuy nhiên thì cái kỹ thuật này là một cái kỹ thuật xâm lấn về ngoại khoa, nó sẽ không phù hợp với những cái bệnh nhân mà lớn tuổi, có cái nguy cơ tai biến sau phẫu thuật, Đấy, như là bệnh nhân có cái nguy cơ nhiễm trùng này, viêm phổi viện thậm chí là tắc mạch do nằm lâu. Và chúng ta cũng biết là thường về cấu trúc cái tình hình bệnh tật ở Việt Nam ấy, thường những bệnh nhân ung thư phổi mà đi đã đến khám và chuẩn đoán ấy, thì chỉ có khoảng uh, dưới 20% là bệnh nhân ở cái giai đoạn 1 tức là giai đoạn sớm thôi. Còn phần lớn bệnh nhân là ở cái giai đoạn là đã có di căn, có thể là di căn hạch, có thể là di căn xa hoặc cũng có thể là di căn những cái cấu trúc ở trong trung thất. Thì vì vậy, thường những bệnh nhân này thì nó sẽ trong cái tình trạng là bệnh nhân rất là thể trạng gầy yếu, suy kiệt và việc mà chúng ta áp dụng các kỹ thuật ngoại khoa thì thực sự là một cái kỹ thuật xâm lấn lên bệnh nhân. À, kỹ thuật thứ hai thì nó cũng ít xâm lấn hơn Đấy, không cần phải gây mê, không cần phải uh, phẫu thuật, thì đó là kỹ thuật sinh thiết xuyên thành ngực dưới sự hướng dẫn của các lớp vi tính. thì tuy nhiên thì cái kỹ thuật này thì về mặt tiến hành kỹ thuật thì nó cũng không khó và nó cũng khá là đơn giản, bệnh nhân chỉ cần được làm dưới sự các lớp của vi tính thôi. tuy nhiên các cái biến chứng gặp phải thì nó cũng rất là nặng nề. Đấy, đó là những biến chứng như tràn khí vàng phổi, hay là thậm chí ho máu xét đánh và đặc biệt là cái nguy cơ khi mà làm kỹ thuật này đó là chọc vào những cái mạch máu lớn ở trong trung thất giống như ở bệnh nhân này thì các cái cấu trúc hạch ở trung thất thì nó, nó nằm sát những cái mạch máu lớn và khi mà chúng ta tiến hành kỹ thuật mà sinh thiết dưới hướng dẫn của các lớp vi tính thì chúng ta sẽ có nguy cơ là chọc vào những cái mạch máu lớn và gây ra những cái biến chứng rất nặng nề và cái kỹ thuật mà cuối cùng là kỹ thuật mới nhất đó là kỹ thuật mà nội soi phế quản siêu âm sinh thiết thì qua cái phần mà tổng quan chúng chúng ta cũng có thể thấy rằng là đây là một cái phương pháp ít xâm lấn và nó cho phép chuẩn đoán xác định đáng, bên cạnh cái việc mà xác định ung thư còn chuẩn đoán chính xác cái tình trạng mà có di căn hạch hay, hay không với những cái bằng chứng trên các nghiên cứu đã xác định với cái độ nhạy của nó là khoảng trên 90% và độ đặc hiệu là 100%. Và một cái ưu điểm nữa đó là nó sẽ sinh thiết dưới sự hướng dẫn đồng thì của siêu âm nội khí quả. Do đó hạn chế được những cái tai biến như là chúng ta chọc vào những cái cấu trúc lân cận khác ở trong trung thất. Và qua cái quá trình mà lựa chọn và hội trần thì đã quyết định sử dụng cái kỹ thuật mà nội soi phế quản siêu âm sinh thiết để làm cho bệnh nhân các cái bước cơ bản của kỹ thuật này thì đầu tiên thì dựa trên phim chụp cắt lớp vi tính thì sẽ xác định được sơ bộ cái vị trí mà chúng ta cần sinh tiết sau đó chúng ta cần tiến hành bệnh nhân nội soi phế quản dưới cái mê hoặc tiền mê để quan sát lại lòng khí phế quản thì đây là cái hình ảnh mà trên nội soi phế quản thông thường của bệnh nhân là dưới cái mê thì rõ ràng là trên hình ảnh này chúng ta thấy là thông thường thì nếu mà bệnh nhân có những cái tổn thương như là u hay là sùi thâm nhiễm niêm mạc ở trong lòng khí phế quản thì chúng ta sẽ tiến hành sinh thiết những cái tổn thương này và cũng có thể có chuẩn đoán được nhưng mà ở đây bệnh nhân của chúng ta thì nó không có những cái tổn thương ở bên trong lòng khí phế quả mà nó là những cái tổn thương mà nó đè đầy chèn ép từ bên ngoài vào thì nếu mà chúng ta có sinh thiết thì chúng ta cũng không thể có chuẩn đoán à, xác định được ở trường hợp này à, thứ hai là khi mà chúng ta đã xác định được cái vị trí mà để mà, mà siêu âm rồi chúng ta sẽ à, tiến tới là đưa cái đầu dò siêu âm à, tiếp cận vào cái vị trí của cái tổn thương và bật cái chế độ siêu âm lên ở đây có một cái cấu trúc đó là cái cấu trúc mà đầu bóng bơm bóng nước ở trong đầu cái đầu siêu âm. từ đó để làm hạn quan sát rõ hơn những cái cấu trúc ở trong uh, thành bên cạnh cái thành khí phế quả đó là những cấu trúc nằm trong trung thất. Và cái đặc điểm kỹ thuật này là bên cạnh cái việc mà chúng ta quan sát được trực tiếp những cái tổn thương ở trong đường thở thì chúng ta có kết hợp với kỹ thuật siêu âm uh, cho phép chúng ta siêu âm được và đánh giá được đặc điểm của những cái cấu trúc ở nằm cạnh sát thành khí phế quản cũng khi mà trên màn hình siêu âm thì nó cũng giống tương tự như là các kỹ thuật siêu âm thường quy sẽ cho phép chúng ta xác định được cái tổ chức rồi tính chất âm về kích thước về cái mật độ mạch máu về giới hạn về hình dạng một cách rõ ràng để mà dự đoán được những cái tính chất lành tính hạ tính cũng như là là một cái hình ảnh rất là tốt để chúng ta hướng dẫn lấy bệnh phẩm thì bệnh nhân này thì có cái hình ảnh mà hẹp lòng phế quản do đè đẩy từ phía ngoài vào và khi mà siêu âm nội soi thì có cái hạch nhóm 4 ở bên phải rất lớn. Một cái ưu điểm nữa của kỹ thuật này thì cũng được ứng dụng đó là cái cái mốt phổ đốt lơ trên siêu âm thì chúng ta cũng biết rằng là trên trong trung thất thì nó có, sẽ có rất nhiều cái cấu trúc mạch máu lớn như là phần tĩnh mạch, động mạch, các cái động mạch lớn để cấp máu đi nuôi toàn cơ thể, động mạch đổ về tim. Và cái chức năng siêu âm Doppler thì sẽ cho phép chúng ta xác định xem là phân biệt những cái cấu trúc trung thất là cấu trúc này nó là mạch máu hay là những cái cấu trúc đặc đặc và từ đó thì chúng ta sẽ dự đoán được những cái nguy cơ tai biến có thể xảy ra đối với bệnh nhân khi mà làm những cái kỹ thuật đặc biệt là kỹ thuật sinh thiết để lấy bệnh phẩm rồi bên cạnh đấy thì chúng ta cũng tiến hành đó là đo các kích thước của tổn thương để mà dự đoán được cái độ dài của kim khi mà đưa kim vào sinh thiết những tổn thương ở trong lòng trung thất thì tất cả những cái, cái đặc điểm này những cái chức năng này thì sẽ cho phép chúng ta lấy bệnh phẩm một cách chính xác, đồng thời cũng đảm bảo tính an toàn trong cái quá trình làm thủ thuật cho bệnh nhân. Các cái bước tiếp theo thì về mặt kỹ thuật thì chúng ta sẽ đưa kim vào trong ống soi qua một cái kênh chuyên biệt. sau khi đưa kim vào thì kim nó sẽ xuất hiện ở bên cạnh cái ống soi và chúng ta vừa quan sát được cái màn hình nội soi thông thường ở trong lòng khí phế quản và chúng ta vừa quan sát được cái màn hình của những cái cấu trúc sát thành khí phế quản qua cái hình ảnh siêu âm. Đến cái bước rất quan trọng nhất đấy là chúng ta sẽ đưa cái kim mà sinh thiết vào trong cái lòng khí phế quản. Thì khi mà đưa kim vào ấy, thì chúng ta sẽ quan sát được cái trực tiếp cái quá trình mà kim đi từ ngoài vào trong cái cấu trúc ở trong trung thất trên cái màn ảnh của siêu âm. Thì với những cái hình ảnh như thế này thì nó rất quen thuộc với những cái vẫn với những cái bác sĩ mà làm can thiệp ví dụ như là uh, nội so uh, siêu âm can thiệp chẳng hạn thì các anh chị cũng rất là quá quen thuộc với hình ảnh này rồi thì sẽ cho phép chúng ta tiến hành sinh thiết tổn thương một cách ở những cái vị trí chính xác cũng như là đảm bảo cái việc mà không trọng vào những cái tổ chức lân cận hạn chế tai biến của bệnh nhân tuy nhiên khi mà chúng ta ứng dụng vào cái kỹ thuật nội soi phế quản thì sẽ cho phép chúng ta sinh thiết được những cái cấu trúc những cái tổ chức ở sát thành khí phế quản một cách chính xác và an toàn và bước cuối cùng để mà lấy bệnh phẩm thì chúng ta sẽ di chuyển kim mà dưới sự uh, uh, với cái hút đầu hút áp lực âm đây là cái, cái kỹ thuật mà sinh thiết hút nó khác với kỹ thuật mà sinh thiết bằng uh, kìm đúng không ạ thì chúng sẽ tạo một cái áp lực âm ở cái đầu kim và sẽ di chuyển kim liên tục từ đó hút cái bệnh phẩm vào trong lòng kim thì đấy là cái nguyên lý mà khi mà đưa kim và di chuyển liên tục vào thì chúng ta sẽ có được những cái bệnh phẩm đủ để làm chẩn đoán kể cả những cái kỹ kỹ thuật mà giải phẫu bệnh hay là kỹ thuật đột biến gen thì giải trình tự gen thế hệ mới thì cái bệnh phẩm lấy được từ cái kỹ thuật nội soi phế quản sữa âm này nó cũng đáp ứng được cái tiêu chí để mà làm những kỹ thuật mà đột biến gen hay giải trình tự thị gen cho bệnh nhân đặc biệt là trong những trường hợp mà có bệnh lý ung thư bệnh phẩm thì ở bệnh nhân này thì khi mà lấy ra được thì khi mà làm xét nghiệm thì cho cái kết quả đó là ung thư phổi tiếp biểu mô tuyến như vậy thì chúng ta có thể chuẩn đoán được chính xác cái tình trạng của bệnh nhân này vừa có ung thư phổi và cũng có cái tình trạng di căn hạch trung thất. Sau khi mà sinh, sinh thiết xong thì kiểm tra lại thì trên hình ảnh nội so thì nó chỉ có một cái hình ảnh, một cái chấm rất là nhỏ ở trên cái thành khí quản thôi. Và gần như không có cái tình trạng chảy máu, không có bất kỳ một cái tai biến nào. À, ví dụ nếu mà chúng ta áp, tiến hành tiếp cận qua cái đường mà sinh thiết dưới các lớp vi tính chẳng hạn, thì nó sẽ có cái tai biến tràn khí, rồi gây tổn thương xâm lấn, đến phổi, thậm chí là di căn qua cái đường kim trọng nhưng mà ở cái tình, ở khi mà áp dụng kỹ thuật này thì bệnh nhân chỉ có một cái chấm rất nhỏ ở trên thành khí quản, như mà một cái vết à, tiêm thông thường ở trên da của bệnh nhân thôi. À, về theo dõi sau khi tiến hành kỹ thuật thì bệnh nhân cần lại chụp X quang phổi à, sau khoảng 3 tiếng để kiểm tra những cái tai biến như là tràn khí bằng phổi hay tràn máu. À, cần phải theo dõi toàn trạng trong vòng 24 giờ, trong đó có đánh giá màu sắc đờm này, à, khám các triệu chứng thực thể để phát hiện các cái tai biến như là tràn khí, tràn máu, à, ho máu hay là thậm chí có thể có nhiễm trùng thì về tình mới thì đây là một cái phương pháp để tiếp cận mới có thể là không phải mới trên thế giới nhưng mà tại việt nam nó là một cái phương pháp mới nó có nhiều ưu điểm hơn những cái phương pháp mà truyền thống ngoại khoa thông thường và nó là một cái lựa chọn hàng đầu để thăm dò cũng như là chuẩn đoán căn nguyên u hay trung thất với những cái ưu điểm mà đã được chứng minh qua những cái nghiên cứu trong thực hành lâm sản Ở kết luận thì đây là kỹ thuật uh, ebus tbna kỹ thuật là nội soi phế quản sinh thiết uh, là một kỹ thuật có giá trị cao trong chuẩn đoán những căn nguyên u và hạch chúng thất Kỹ thuật này lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam từ năm 2017 và nó có cái giá trị chuẩn đoán cao, chính xác cũng như là đảm bảo được tính an toàn và hiệu quả khi mà tiến hành trong bệnh nhân. Nhờ vào những đặc điểm đó thì nó có thể thay thế cho các phương pháp mà xâm lấn trong chuẩn đoán cai nguyên u hoạch trung thất. Vì vậy thì nó cũng cần được là tiến hành và sử dụng rộng rãi trong thực hành lâm sàng. <laughs> em xin chân trọng cảm ơn ạ. <laughs>